Một câu chuyện kỳ lạ của người phụ nữ sống ở vùng bảy núi xa xôi. Kỳ lạ ở chỗ là cô đã từng là một nghệ sĩ có nghệ danh và có một cái giọng hát rất là hay, giống như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng không biết vì lý do gì lại chấp nhận ở ẩn một mình và cha mẹ đã không may mất sớm. Hàng ngày cô gái mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Theo bà con chia sẻ, đây là một người phụ nữ cần mẫn, siêng năng. Và câu chuyện như thế nào? Hồng Ca Vlog mời cô chú anh chị xem hết đoạn video clip ngay sau đây. Có anh nhau à? Đó là. Chào mấy anh. Ủa. Chào, dạ, chào em nha. Dạ. Ủa em đang làm gì trong bếp ạ? Dạ em đang làm đồ ăn với chuẩn bị giặt đồ rồi. Rồi em làm đi anh. Dạ. Sẵn rồi, sẵn đang làm rồi, đang làm dở mình vô trong luôn đi. Chào đồ ăn hả? Vô đó. Dạ. Đồ ăn hay sao? Ủa, nhà của mình hả? Dạ, em ở của mình nè. Mình đang không có đi làm hả? Dạ không, bữa nay chủ nhật em nghỉ. À, nghe bà con giới thiệu là mình đi phụ hồ nữa đúng không? Dạ, em phụ hồ anh. Em tên gì? Dạ, em tên Ly. Ly, mình ở nhà mình hả? Dạ, em ở một mình nè. Cha mẹ đâu Ly? Cha mẹ mất hết rồi. Ly nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay nhỏ xíu à. Nhỏ xíu là nhiêu? Nhỏ xíu có 37 à. Ồ đúng rồi. Nhỏ chứ đó. Nhỏ dữ chưa? Nhỏ dữ luôn đó. 37 tuổi bị dạ. Ở cho mình một mình như đây ha. Dạ. Hàng ngày như mình đi làm ngày được nhiêu tiền? Em làm ngày được 220. 220 đủ sống không nè? Thì cũng đủ anh ơi. Nhưng mà đạm bạc thì cũng đủ qua ngày. Mình đi phụ á là thợ Ly. Dạ em làm phụ anh ơi. Phụ á. Mình có chồng con gì chưa? Dạ thôi thợ. Ở có mình anh ơi. Mình còn không chịu nổi nữa. Có chồng tiêu luôn à. Tiêu. Rồi bữa nay làm món gì nè? Dạ em nấu sườn nấu chua. Ờ sắc từ từ thôi. Dao bén à. Sắc từ từ thôi. Rồi, bữa nay ngại hay sao mà khứa Ly hay chuyện gì? À, thật sự anh được mấy anh em đây được bà con giới thiệu là ở đây có một cái người phụ nữ mà kiểu như ở một mình, cha mẹ thì qua đời hết rồi, đi làm hồ. Tới đây mới đầu tụi anh cũng chưa tin đó, phụ nữ mà đi làm hồ, đi phụ hồ mà ở một mình chưa có gia đình, nó nghe thì nó cũng hơi khó tin chút xíu. Tại sao phụ nữ không đi làm những công việc gì mà nó nhẹ nhàng hơn? Thì tới đây thì em có ngại không? Có ngại là cũng hơi anh, tại vì đó giờ mình nó có quay nên mình nó hơi ngại. Vì bà con giới thiệu á, chứ thật sự vô đây thì anh cũng phải tìm hiểu xin phép coi em có đồng ý không tụi anh mới dám quay. Dạ. Nhưng mà vô thì thấy mình đang làm việc gì muốn quay cái cảnh nấu ăn cho bà con xem luôn. Cho tụi anh xin phép quay xíu nha. Dạ. Đâu anh cứ quay thoải mái thôi nên. Con cái là hơi ngại ha. Dạ hơi ngại chút xíu thôi, tại em đẹp quá đó. Trời ơi sao tự tin dữ vậy? Trời ơi em đẹp quá đó, mất công nữa. Có ai mà đẹp mà tự tin kia. Lúc giờ mình chưa có chồng luôn, có người yêu chưa? Dạ không anh ơi, không chưa có luôn. Ủa sao mà mình chọn người nào để mình hôn hỉ đi chứ? Cái đó mình cũng không có tính anh ơi, cái nào nó chuyện nào nó có thì nó có, chứ mình giờ mình muốn cũng đâu có được. Giống như duyên nợ ha, chuyện nào dạ. nó đến thôi chứ nó biết đến sao giờ. Nó đến chứ giờ mình muốn cũng đâu có. À, 37 nồi bánh tét rồi, chưa có mảnh tình dắt dai. Dạ, chưa có. Ủa sao đẹp mà kỳ vậy? Hả? Đẹp quá mà chưa có... Không, tại vì em đẹp lạ, đẹp lạ, đẹp lùng đó. Chưa có ai ngỏ lời với mình hết. Dạ. Là hồi đó giờ mình đi làm hồ sống chứ mình có làm công việc gì khác không Ly? Có một thời cũng hát, cũng mấy năm cũng hát lô tô. Dạ rồi nghỉ tới giờ mùa dịch chứ nghỉ tới giờ luôn đó, là ở nhà đi làm mà dưới cũng quen luôn rồi nghỉ đi luôn. Thôi giờ sống ở nhà cho khỏe anh hơn, đi hoài cũng lông đông nó cũng vậy à. Đi. Lúc mình đi hát gì là một đêm bao nhiêu tiền? Lúc trước em hát một đêm được 300. 300 nghìn. Dạ, cái đắt thì nó cho thêm. Ồ vậy là hát hay lắm nè. Cũng được thôi anh ơi, chứ không hay. Nghe bà con giới thiệu ở đây là một người con gái. Khi mình vô thì
À, chắc hẳn cô chú anh chị nó sẽ có những người ta nói là mấy này nó nói dốc, nhưng mà mình cũng tôn trọng chút xíu, tại vì Ly đang là hình dáng của một người con gái, một người phụ nữ, cô chú anh chị cũng thông cảm, mình cũng không có nói thẳng ra được, vì nói ra thì sợ em Út ngại cũng tội nghiệp. Cái đâu ngại anh ơi, của gái Đài Loan mà. Gái Đài Loan hả? Dạ em gái Đài Loan. Ồ. Còn gì nữa không? Nói cái kia đó cũng kỳ quá, có cây son chính giữa. Sao nói thẳng như vậy? Ôi, chuyện bình thường thôi anh ơi. Mình nói thiệt ha, ai thương thương cũng thương nói thôi thiệt, ha. Nói thiệt, nói thiệt, có gì đâu mà phải sợ. Rồi bữa nay chủ nhật nghỉ không đi làm? Dạ không có đi làm, rồi rảnh rỗi thời gian là đi chợ mua đồ ăn về. Đặng mai đi làm đang đem cơm theo ăn. Trời ơi giỏi dữ gì vậy? Đi làm mất dở cơm theo vậy đó ha. Dạ. Ăn cơm tiệm chịu không có nổi anh ơi. Làm sắc lẻm luôn kìa trời. À, Ly ơi cho anh hỏi là mình đi phụ hộ vậy đó, người ta có phân biệt mình là lương mình thấp hơn hay là cao hơn những người khác không? Thấp hơn anh. Tại vì người ta chấm công cho mình là một người nữ, chứ không chấm cho mình người nam. Dạ. Bởi vì bà con giới thiệu một người nữ, một người con gái là cũng đúng rồi. Rồi trong đó mấy bạn làm chung đó, mấy anh chị làm chung đó, người ta có ghẹo mình không hay là... Cũng có nhiều người cũng vậy, kỳ thị với nơi, còn có nhiều người ta cũng thương, cũng thích. À, nói chung đời mà biết sao được, dạ. Ai thương thì mình chịu, còn ai không thương thì mình cũng chịu luôn chứ, dạ, đâu có làm gì được ta. Chịu luôn chứ sao vậy, không lẽ người ta, ta ghét mình là mình chửi người ta. Dạ. Rồi bây giờ mấy anh quay lên như vậy nè, rồi có dạ. Ngại không, có mắc cỡ gì không? Không anh ơi, không có gì mắc cỡ hết trơn á. Tại vì mình đẹp quá mà. Ừ đúng rồi. Ai kêu mình đẹp quá mà. Tự tin quá, tự tin luôn á. Rồi mình đi làm vậy nè Lý ha, rồi nhiều khi á có bạn nào ta gặp đi làm hộ gì mình có ngại không? Sao anh? Có nghĩa là bạn đi chơi chung với mình á. Ờ đi chơi chung với mình đó hả? Mà mình gặp á hả? Không có gì đâu ngại anh. Tại vì cái đó là cái công việc. Cái đó là cái cuộc sống của mình mà. Đúng rồi. Mình không làm lấy gì mình ăn, cái gì thôi. Đúng rồi. Ai cười cười kệ họ. Đúng, mình không làm mình ở không, mình xin tiền người ta, dạ. Mình mới ngại. Còn này là mình đi làm mình kiếm đồng tiền mình sống cho bản thân mình đâu có cấp bắp giật dập gì của ai đâu mà mình sợ. Đúng rồi. Mình làm chân chính là được. Dạ. Mặc dù làm hồ hay là làm cái gì đó thì cũng cái công sức của mình bỏ ra chứ không phải là dạ, đúng rồi. Mình làm cái gì mà để phiền hà tới bà con lối xóm, mình tự mình tạo tự mình kiếm ăn chứ mình không có xin ai. Dạ. Vô đây thấy hoàn cảnh mình cũng kiểu như cũng bất ngờ cô chú anh chị. Đây là cái nhà của Ly ở thì nó cũng đơn giản, nó cũng gọn thôi. Lúc trước là ba mẹ sống chung luôn hay sao Ly? Dạ sống chung. Hai bác mất lâu chưa? Lâu cũng 9-10 năm rồi. Ồ vậy 90 năm nay là mình đang ở đây luôn. Dạ. Vì lúc em mấy tuổi? Lúc đó em còn son đó. Trời còn son nữa hả? Dạ, giờ em đúng. Già. Nhưng mà bây giờ còn son không? Cũng còn son nữa anh. Đúng rồi. Là tươi, bây giờ là đỏ. Tính hỏi là son mà son dạng son trẻ mà kiểu son kia nó khác nữa nha. Dạ, son tái nó khác anh ơi. Son tái nó khác. Chứ dạ. Mình đừng nói mà lúc đó còn son, bây giờ hết son là son không được à. Nó cũng còn son nhưng mà điều nó tái thôi. À, đó giờ 37 năm chưa có mảnh tình dắt dai nữa cô chú anh chị. Chưa anh ơi. Tại vì ở đây chật quá, chưa có ghi hình với thiếu cái độ sáng nè. Chút xíu nữa để Ly sắc đó xong rồi ra đây ghi hình. Cô chú anh chị sẽ nhìn được cái sắc đẹp của Ly. Trời ơi. Sắc đẹp của em là tràn trề đó. Nghiêng thùng đổ nước luôn không? Dạ nghiêng thùng đổ nước luôn. Dạ. Em là em của Thí Kiều. Em là Thí gì? Chị em là Thí Văn. Rồi em? Em hả? Em Thí Ly hả? Em Thí Ly. Ồ tên cũng đẹp nha cô chú anh chị. Em với chị là cùng cha khác ông nội đó. Nói luôn cô chú anh chị. À, cái tên Ly này là hồi lúc đó là cha mẹ đặt hay là mình mới tên sau này? Dạ không, cái tên đó là cái tên thường gọi thôi anh. Cái tên mình đi hát thôi. À đó là... Chứ tên thật của em là tên là Đức. Đó. Cái Đức. Người có đạo có Đức đó là em đó. Tên Đức à. Nhưng mà thật về sau này ai đặt cho mình cái tên Ly? Dạ không, tự em đặt. À, em đặt ha. Dạ. Tại vì mình thấy mình trông trắng như một cái ly. Trông trắng như hoa ly vậy đó. Một loại hoa rất là thơ mộng và nó thơm tho. Cũng có nghệ nhân, nghệ danh nữa cô chú anh chị. Ly có gì lót cho tiểu Ly không? Dạ Kim anh. Kim Ly luôn hả? Dạ trời ơi. Lấy cái tên nổi quá mà khổ đó. Trời ơi. Tên nổi mà sao khổ? Tên nổi mà khổ đó, chứ mới lấy tên chìm. Ờ. Cô chú anh chị,
Giờ thì ở đây mưa là có dột không Ly? Anh thấy nhà nó dạ có anh lụm lỗ trời luôn. Dạ biết dột ở dưới thì không dột ở dưới cũng mới lập tôn lại đó, ta mới cho được mấy miếng tôn lập lại đó. Ủa là bà con ta cho luôn? Dạ gạch tới người ta cũng cho nữa đó. Còn mình ở như vậy một mình thân gái ở một mình gì mình đi mình có sợ không? Không anh. Sợ lỡ mấy anh mà anh mê gái á? Không mà trời ơi lỡ em tiếp hết. Trời đất ơi. Em tiếp hết em mừng nữa chứ bộ mà không ai lỡ chứ. Tức là đó giờ mấy ảnh chưa biết chứ mà lỡ mà lên cái clip này mà mấy ảnh mà nghe được cái clip này á là mai mốt là tiếp không nổi à. Ở giới nghe anh ơi có anh nào nghe em chỉ số đường nhà cho em là bắt đầu lại nha. Nửa đêm 12 giờ em mở cửa. Sao hẹn phía với gì Ly? Hả? Sao hẹn phía với gì? Không ai biết. Ôi, ngại hả? Sợ ta biết hả? Sợ ta biết lắm. Sợ sớm ghiền dị nghị rồi ha. Dị nghị với nó mình dù gì đúng rồi. Nên thăng mắc nết không lắm. Dù gì mình cũng là thân phận nữ nhi rồi mình cũng phải giữ giới giữ tiếng rồi chút xíu ha. Cô xin chị hôm nay thì muốn tìm hiểu để coi một cái hoàn cảnh một cô gái một người phụ nữ đi làm hồ như thế nào mà vô đây gặp Ly vui tính nên mấy anh em bị cuốn theo Ly luôn cô chú anh chị. Không tính ra là cái lần đi là lần đầu tiên mình quay hoàn cảnh như Ly là đúng không? Dạ. Nào giờ mình người phụ nữ thì người phụ nữ mà người con gái ví dụ như thiếu nữ mà mồ côi thì nó cũng có rồi người phụ nữ mà bị chồng bỏ hay là người đàn ông bị chồng bỏ thì cũng có. Mình vô tới đây thì ghi gặp Ly là mình kiểu như mình hố rồi nhưng mà thôi thì cô chú anh chị đã giới thiệu rồi thì mình cũng lỡ rồi mình cũng tìm hiểu luôn cho cô chú anh chị xem để hoàn cảnh thực sự nó có như vậy hay không. Mà người phụ nữ mà đi làm hồ mà người phụ nữ mà giới thiệu người phụ nữ Đài Loan nữa đúng là như Ly là phải lương phải cao hơn người phụ nữ chứ không phải là bằng thấp hơn hoặc là bằng hơn người phụ nữ không có được. Em cũng ước được cũng vậy như đúng anh ơi. Mà tại vì mình cũng đâu có làm bằng người ta đâu, đâu có bằng nam được đâu. À. Là mình không có làm nặng nhiều. Để làm những cái công việc mà thích hợp với mình thôi. À, rồi giờ xong hay vô chế biến nha. Dạ rồi. Vô đây cho sáng sáng xíu cho cô chú xem được cái nhan sắc của. Trời lần đầu tiên mà em quay hình em ngại dữ lắm. Trời ơi chỉ cầm chỉ cầm tấm thớt chỉ cầm cái dao mà hú hồn luôn cô chú. Ngại hú hồn muốn gì luôn. Là cái gian bếp mình nhiêu đây hả Ly? Dạ. Ở này nấu món gì nào? Nấu sườn heo nóng chua với cá lóc muối xả ăn 3 ngày lận anh không mấy ngày nghe mua để dành sẵn vậy đó ha. Dạ nè đó thấy không ăn bạc chứ gì 3 ngày đi làm đem theo ăn làm hết mình mua món khác tính ăn món mà chịu sao nổi chắc mặn nhiều ăn hết nhiều quá à. Tính giờ một ngày làm nãy nói 220 rồi làm của mình nên đâu có nuôi ai chắc tiền nhiều lắm nè. Anh nghĩ đi thời buổi bây giờ mà 200 mấy là sao dư thì cả tuần đi làm không đâu có xài gì đâu. Cà phê chắc sáng ly cà phê 7 ngàn sáng 15 ngàn là 22 ngàn đó giờ tiền lặt vặt tiền này tiền kia tiền xà bông giặt đồ gọi đầu đủ thứ tiền hết ra đây nói như vậy thôi. Son phấn đồ này kia nữa ha. Dạ son phấn nhiều khi mình đi đêm nữa. Ủa, đi đêm cái mình tô điểm lên nó tốn phấn tốn son dữ lắm. Đi đêm đi đâu đi ban đêm nữa ta. Dạ đi ban đêm em đi cà phê đi dạo phố đâu anh chứ có đi là bậy bạ đâu. Em gái đàng hoàng gái nhà lành á gái nhà lành nhà lành đâu không thấy mà thấy nhà te tua rồi. Lành là lành lành tính á nghe cô chú anh chị. Dạ. Lúc mà đi theo đồng mình đi làm MC hay là mình làm ca sĩ luôn. Dạ ca sĩ MC luôn à. Ca sĩ MC luôn. Dạ. Trời ơi dữ vậy. Đâu bây giờ thả cho tô mà anh ơi. Bây giờ thả cho anh miếng coi. Sao? Giờ cho anh miếng coi. Bây giờ vừa làm vừa hát thử một câu cho bà con nghe nè. Câu phú ông. Ra con số luôn đi. Dạ con số luôn nghe. Rồi chơi luôn. Rồi anh chị ơi có vé không nè. Có ai kêu giữ vé chưa nè, mua vé ủng hộ em đi. Giờ còn một vé chót nghe, 10.000 đồng một vé. Đó, một phần quà là trị giá 2 phần quà nha. Rồi anh chị nào có vé chúng ta tập trung vào ánh sáng, chuẩn bị dò số. Số gì đây? Số gì đây móc vé ra dò số lưu số gì đây? Số gì ra số gì ra ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu. Đò ai không bên câu họ buồn biết trôi về đâu nhung nhớ cũng đành rủ lại câu hò thủy chung nhung nhớ cũng đành rủ lại con đò từ đây
27. Vỗ tay, vỗ tay. Con được đúng là hay quá. Mình cái kiểu như là cái tài năng mình bộc lộ nhẹ nhẹ thôi. Dạ nhẹ nhẹ thôi. Nếu mai mốt có duyên thì hát tiếp nữa cho cô chú anh chị nha. Dạ. Bữa nay do bận làm đồ ăn rồi. Dạ. Đâu em chưa kìa, một thao đồ tuần lễ chưa giặt rồi. Tại vì em đi làm hoài đó không có thời gian giặt. Em nói dùng không được. Không không có được nha. Kiểu này là gái đứa mà nhà một thao đồ vậy là. Không phải, tại em đi mặn về chiều mệt lắm. 5-6 giờ chiều mới về. Thì em dọn vậy đó một tuần lễ. Tại vì ai kêu đồ mình nhiều quá đó. Ủa người ta cho không à? Đồ nhiều quá hả? Dạ, ta cho đồ nhiều lắm dồn để mặc hoài vậy đó. Này hư rồi mình lấy đồ khác mình mặc. Ở nhà chắc bà con ta cho đồ nhiều lắm à. Dạ, nói chung là đồ nhiều lắm. Tại anh thấy là đồ cái gì cũng cũ kỹ hết nè. Như cái tủ lạnh này của chú anh chị, cái tủ lạnh này cũng lâu đời rồi. Cũng bà chị cho nữa đó. Cho còn cái máy giặt nó nhìn nó không, còn. Không phải nào em nói thật, mình không có nó dốc nó láo được. Cái máy giặt đó chắc cũng lớn tuổi lắm hả? Dạ. Bên này cho, còn cái máy lạnh này thì bên này cho. Rồi cái rồi máy giặt với tủ lạnh này ai lớn tuổi hơn em? Cái này lớn hơn. Còn cái tủ lạnh này lớn tuổi hơn em luôn. Lớn tuổi hơn em luôn. Trời đất ơi. Anh thấy rút điện ra luôn á. Rút điện rồi, rút chui. Phải không? Rút chui. Tao có rút à, vậy có chui này chui gì? Không có chui nồi cơm. Chui nồi cơm nhỏ mà chui bự như vậy. Chui nồi cơm. Rồi bây giờ là cái công việc mình nó cực khổ mà về nhà bề bộn công việc vậy nè. Có khi nào mình thầm ước là mình kiếm một cái người nào đó về tiếp mình phụ gia đình hay là đi làm tiếp mình được không? Dạ không anh, cái đó thì em không có ước, không anh nào nói thật, không có ước gì cái điều đó. Tại vì mình, cái đó là cái phúc phận của tụi em là nó cũng hiếm được hưởng lắm. Chứ mình cũng biết số phận mình. Dạ. Nói chung là mình nếu mà mình có gặp đi nữa thì bầu bạn chỉ một thời gian, một năm, hai năm thôi chứ họ không có sống với bền với mình được. Nó là vậy. Bởi vì từ chỗ đó là em không có mơ ước vấn đề đó. Mình chỉ biết là mình mơ ước là mình được khỏe rồi mình đi làm, mình kiếm tiền mình sống thôi. Còn những điều đó em không mơ ước. Mà Ly nè, mình từ khi nào mình đã phát hiện ra mình vậy Ly ha? Dạ. Từ khi nào mình đã phát hiện ra mình thành một người phụ nữ như vậy? Dạ khoảng là 16, 17. Lúc đó là mình mới cảm nhận được trong người mình nó khác hơn các bạn trai khác. Là lúc đó là mình cũng đi bán vé số. Rồi quen mấy bà chị cũng như em vậy nè, rồi tập tựng rồi đi theo, rồi viết lộ cái đuôi ra luôn. Nó vậy đó rồi lòi đuôi ra và sọc. Có khi nào lây không? Lì lắm chứ bộ. Có khi nào đi chung người lây không? Không đâu. Không hả? Không. Cái là ai nói lây em không có chịu. Cái đó là tự trong người mình cảm nhận. Trong người mình phát ra chứ không có lây được. Có khi nào mình buồn mình tủi cho cái thân mình không Ly? Cũng có nơi nằm nhiều khi cũng buồn nhưng mà nó buồn thì nó buồn rồi thì thôi chứ mình sao giờ, nó nhiều khi mình cũng tủi. Ta có đôi có bạn, nhiều khi ta bầu bạn này nọ còn mình thui thủi có mình. Khi mình cũng ước mình một là một người đàn ông, hai là một người phụ nữ. Dạ. Là trở hoàn thiện. Vì nó khó chịu quá, nhưng mà thôi số phận mình. Số phận thôi. Mình chịu thôi. Khi mình nói ra thì nhiều cô chú anh chị người ta không hiểu, người ta nói mình cố tình như vậy nhưng mà thật sự không ai muốn như vậy đâu cô chú anh chị. Cha mẹ có thể sanh con ra nhưng mà không có thể quyết định được cái giới tính của con. Ở đây thì mấy anh em không có kiểu như không có phỉ báng cũng không có chê bai, mình là rất trân trọng những người như vậy. Thực sự những người mà như Ly đây nè, họ siêng họ kiếm tiền nếu mà đúng thời điểm hoặc là giống như thời á, gặp thời á là họ kiếm tiền rất là giỏi nha, chứ không phải là tại vì anh nghĩ là Ly ở đây là do nhiều bà con ta chưa có biết tới hoặc là mình ở đây vùng sâu vùng xa nè. Cái công việc mình đi làm hồ rồi này nọ. Mình gì nè, mình đi xin việc làm có dễ không Ly ha? Khó lắm. Cũng như đi làm hồ vậy đó. Nói chung là những cái công việc mà như dạng như mà nếu mà xin vô quán á, thì dạng mình như mình được giữa chén thôi. Rồi quán nhậu gì mình không có được ngồi bàn như người phụ nữ người ta. Mình chỉ làm những công việc lặt vặt bên ngoài thôi. Đó là người ta chê mình xấu hay sao? Không phải, chúng ta kỹ thị với giới tính của mình. Một phân biệt ha. Dạ. Đó chắc cũng một phần nào của xã hội thôi chứ không phải là ai cũng kỳ thị mình hết. Tại vì tụi anh thấy là có những anh những chị á, họ rất là nổi tiếng trên mạng nha, giống như là Ly như vậy nè, họ rất là nổi tiếng, họ cũng giỏi, họ làm từ thiện rất là nhiều, họ cũng hay nâng đỡ những người gì có cái cảnh ngộ giống mình á. Thì qua video mấy anh em cũng hy vọng là Ly sẽ một ngày nào đó tỏa sáng giống như những anh những chị đã từng nổi tiếng trên mạng. Em được với chị đó em cũng mừng. Mình cũng mong như vậy ha. Nhưng mà cái khả năng mình thì chắc là đây là một viên ngọc mà chưa có ai gọt giũa đâu cô chú anh chị. Tại vì nãy mình nghe ca thôi là mình cũng biết là văn có nghề rồi cô chú anh chị. Chắc giọng liên lái cũng hay ha. Dạ đúng rồi. Thôi giờ đây mình tạm nghỉ chút xíu đi, hiện tại mua đồ một xíu mình tự chuyện tiếp ha. Ở đây đi diễn. Tạm ổn. Thì chuyện
cũng cô chú chị cũng nghe được không rõ đâu, tại vì mưa tiết này nó lớn dữ lắm. Ừ, với phần để cho Ly nấu ăn xong đi rồi mình tiếp chuyện tiếp. Thôi em cứ làm tự nhiên đi chút xíu. Dạ, mấy anh ghi hình tiếp. Dạ, rồi nãy giờ đồ ăn chín chưa? Dạ, chín rồi anh. Rồi. Chỉ còn chờ lên mâm thôi. Ôi. Hôm nay có mời ai không? Dạ. Hôm nay có mời ai lại ăn cơm không? Mời hai anh dùng cơm với em cho một buổi cơm đi đồng quê thiệt, nhưng mà nó ngọt ngào tình cảm. Đâu dễ ra cho cô chú anh chị xem nấu ăn như thế nào. Dạ. Ủa rồi mình ăn rồi đồ đâu đem theo đi làm trời. Không sao đâu anh, em có hột vịt trong nè. Khủng mà. Tội không? Đâu đâu rồi nấu ăn sao đâu? Nè anh nói gì nè anh? Thơm quá, thơm luôn. Nóng hổi vậy em dám cầm. Này canh thịt dạ, kho cải canh chua. Canh chua, thịt làm canh chua hả? Dạ, chua sườn sườn non. Rồi cái kia là cá hả? Cái này là cá lóc muối xả tự nhiên. Món nào cũng ngon chưa nha. Thơm quá. Chúng gia cũng đồ biết là cũng khéo dữ lắm nè. Mấy chục năm trong đoàn đi làm cho nhân viên ăn rồi đúng không? Không anh ơi, không làm cho em ăn mà. Rồi bây giờ dọn ra đi, giờ mời cô chú anh chị để gì cô chú anh chị chưa xem kỹ nữa. Ủa đang phá nước rồi, ra phá nước để hỏi chạy mình không có tiền đóng tiền nước. Rồi bây giờ dọn ra mời cô chú anh chị ăn cơm thử xem thế nào nè. Rồi ở đây mình nhìn chưa có kỹ lắm. Bây giờ ra làm quên, giữ ăn cơm sống luôn rồi. Rồi vậy đợi cơm chín đi ăn. À, trước khi cơm chín tặng thêm bài nữa đi nè. Hả? Cũng nôn nao lắm, trước khi cơm chín tặng bài nữa đi. Bài nữa hả? Bài tủ của mình á. Cái bài nào mà ca người ta vỗ tay nhiều là sao? Ông mới Cà Mau. Được luôn hả? Dạ được chứ. Trời chưa ca chuẩn bị múa trước kìa. Ông để hát bài đó ha. Hát là kêu số. Hát thử đoạn nữa đi. Hát đoạn thôi. Mình nhá nhá cho cô chú anh chị nghe cho vui thôi. Về cái nước đầm dơi, nghe ai rủ có hơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời. Tội nghiệp ghê nghe sát xe con tim tôi. Chừng nào về năm cân, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em lớn, tiêu mà xưa son đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm màu mới, về Cà Mau là thấy thương anh rồi. Cà Mau mặc thêm màu mới, về Cà Mau là thấy thương anh rồi. Ra số luôn không? Ra số luôn. Mấy anh Cà Mau nhớ nha. Không ra số luôn. Ra số luôn hả? Ừ. Hồi nãy anh kêu em phải em nói ra số thì em đúng ra rồi. Số rồi. Đúng rồi, mình cao là lỡ xuống câu mình ra số nữa cho cô chú chị nghe mới hay. Ra số phải không? Làm lại nè, về Cà Mau sao làm lại ra số luôn. Về cái nước đầm dơi, nghe ai rủ có hơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời. Tội nghiệp ghê ghê sát xe con tim tôi. Chừng nào về năm cân, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. 36 gạch vô số gì cũng phải ít ra như vậy. Kêu tiếp nha. Số gì ra 4 gì ra 4 gì ra. 4 gì ra 4 gì ra 4 gì ra. 4 gì hay. Tình là tình yêu khi không mà có. Tình là tình yêu lúc có như không. 40 dòng. Okay. Nguyện 40. Con 40 gạch vô số gì ra mà em đói bụng quá. Rồi dọn cơm ăn đi rồi tính sao. Hết nổi với mày. Rồi dọn cơm ăn đi rồi tính. Ủa mà cơm chín chưa nè? Dạ, để bật nút lên nó chín nè anh. Ờ, nó lên khói rồi kìa. Nó lên hơi chứ. Lên hơi chắc sắp chín rồi đó. Thế mà cứ nhìn nồi cơm qua nó bụng nó xỉu luôn. Đói luôn á. Dạ. Mình nhớ lại cái lúc mình đi trong đoàn mình hát mình cũng đói như đó ha. Dạ không anh. Trong đoàn là mình đói là đúng giờ mình ăn thôi. Tới giờ cũng như là 10 giờ không mình không ăn là mình qua lù à. Chứ mình không có vô lục nồi ra được. Mà thường thường là bà con thường thường ta nói là đoàn đi lô tô đi tới đâu là mưa tới đó là có không? Dạ không, tháng mưa nó mới mưa anh. Rồi tháng nắng đâu mưa. À vậy là người ta nói là không đúng ha. Dạ không đúng. Không đây tùy theo thời tiết thôi. Cũng tùy theo thời tiết thôi chứ dạ, đâu có phải thời tiết chứ tự nhiên nói người ta đoàn hội chợ đi tới đâu mưa tới đó. Nói vậy rồi mai mốt ta nghỉ làm đoàn luôn à. Dạ. Hội chợ là cái niềm vui mà chứ đâu phải là nước mắt đâu mà mưa buồn ghê. Nhưng mà lúc mà mình đi hội chợ rồi có những cái cảm xúc vui buồn lẫn lộn, mà những cái lúc mà trời mưa mình bán không được rồi tiền đâu mà xoay sở ha.
Dạ, cứ thì cứ núp ở trong đòn đi. Thì bữa nào mình làm được thì mình dính nhút. Có khi nào mình đi lại nhà của cô bác hàng xóm gần gần cũng có nhiều người ta thương thì ta cho mình ở. Rồi cũng như mình làm cũng được, người ta cũng lo cho mình ăn, giống như là mình thiếu cái gì, giống như nhiều người thì ta thương mình, ta chó này chó kia. Nói vậy. Cực nhất là mình mới lúc mình lỡ ở thôi, mới lỡ cái bến thôi là mình có khi là chỗ tiểu hay là chỗ đi cầu hay là toilet vậy là mình không có đi được. Mới mình chưa quen. Không ai cho vô nhà chứ. Từ từ mới quen rồi mới cho mình khoảng chừng một tuần lễ gì đó họ quen rồi họ mới cho vô nhà ở. Nhưng mà thường thường chỗ nở đâu được lâu, có chừng tháng mà đi ha. Dạ. Có chừng tháng à. Rồi giờ tới chín cơm rồi cho cái gì Vi hả? Ly. Cho em nó đói rồi cô chú anh chị. Kim Ly. Bắt ca hồi xỉu đây nữa. Đói rồi đó. Rồi, đại dọn cơm đi. Cơm cùng với em nha. Mời mọi người ăn cơm. Có một mình vậy đó. Ồ, nấu cơm nhiều cái gì em? Dạ. Nấu chịu em ăn luôn. Ờ, nấu chịu ăn rồi còn Dương mơ dở đi ăn nữa hả? Dạ không. Dương cho cái con đẹp nó. Nó đẹp ha. Nó có bầu. Rồi chuẩn bị đồ cho nó sanh nở vậy chưa? Rồi. Chuẩn bị phòng mới sao cho nó rồi. Chưa có phòng. Có máy lạnh cho nó luôn. Đá vậy? Ừ. Sang vậy đó. Ủa mình thích thì mình vẽ lên chân mình gì đó. Dạ không, đây là cái tuổi dài khờ đó anh ơi. Cái tuổi bị ta dụ đó. Dụ là sao? Dạ hối hận lắm. Hối hận đó là lúc mình còn tuổi trẻ bồng bột. Bồng bột á. Nói chung là suy nghĩ cũng muộn rồi á. Cứ như hồi đó mình cũng đi theo đoàn rồi anh em bạn bè đồ này nọ xăm rồi rủ mình vậy ha. Dạ, ham vui đó anh ơi. Cũng không có gì đâu, tại vì cũng không có gì đâu, cái đó là cái nghệ thuật thôi. Tại vì nó cũng đẹp mà. Nói chung là nhiều cô chú anh chị ta cũng không có quan trọng vấn đề này. Mà cô chú anh chị ăn cơm nha. Là bữa nay Kim Ly. Em ăn đi anh, nhìn Kim Ly ăn mà tụi anh cũng no rồi. Mà mắc cỡ chết. Hồi gái ngồi cho thì mị lên nè. Ngồi xếp cái đùi cho thì mị chút xíu. Mới ngồi vậy là lỡ người ta quánh giá mình. Mình ở một mình chứ mình cũng phải kiểu như là đoan trang xíu đơn thuần. Bà con ta nói nó con gái mà nó nết na gì hết. Ở trong nhà vậy đó anh ơi, chứ ra ngoài đường thì mị lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Ra ngoài đường thì mị dữ lắm, lạ làng không à. Đây là cá lóc muối sệt chiên. Hồi nãy có giới thiệu rồi, canh canh sườn nấu với dưa cải. Ăn cũng đơn sơ quá ha. Đôi này là canh chua hả? Dạ. Thịt heo nó canh chua. Cũng được mà, cũng có nhiều người ta cũng nấu gì đó. Kêu bằng canh mặn mặn gì đó, cũng ngon mà. Người cũng như người Bắc. Người ngoài nó cũng có ăn món này. Ủa là hồi lúc mình đi làm hồ vậy là mình kiểu như mình mặc đồ vậy luôn hả? Là mình mặc đồ đàn ông? Mặc đồ nữ luôn anh. Nghĩ sao mặc đồ đàn ông vậy? Ôi vậy anh nói bậy à. Ghê. Mình phải mặc đồ đàn ông cho người ta trả lương mình bằng người đàn ông chứ. Rồi trả lương thấp tôi cũng mặc đồ phụ nữ rồi tôi làm phụ nữ. Tại vì anh thấy trong tủ có guốc rồi đó mình đi diễn là mình cũng hồi này lên đồ đầm quấy đồ. Nãy giờ chưa có xả tóc mà xả tóc xuống nhìn ra nét phụ nữ liền đó cô chú anh chị. Lâu lâu mình có cái nhớ nghề mình mặc đồ nữ rồi mình ca hát rồi trong nhà không? Có. Lâu lâu rồi có hứng lên cũng đi, cũng nhớ nghề mình đi. Lâu lâu có đoàn về gần thì mình cũng vô mình xin diễn. Đi sao? Nói chung nó là một cái nghề, nó dù gì thì nó cũng nuôi sống mình một thời gian. Dạ. Mặc dù bây giờ mình không có theo nữa, mình không đi nữa. Cuộc sống mưu sinh mà cái khi nào mà nó kiểu như là cái nào mà nó thu nhập ổn định thì mình làm, tạm thời là như vậy. Còn lúc nào ấy nữa thì mình tiếp tục với cái đam mê của mình. Dạ đúng rồi. Đó là mình đam mê hay là mình vì kiếm tiền mà mình đi đó là cái nghề của mình thích cái nghề đó. Cũng thích nha. Còn bây giờ là không thích nữa hay sao? Cũng còn thích nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình cũng lớn tuổi rồi. Mình hát đâu có được hát hoài đâu. Một ngày nào đó thì mình cũng hát cũng không nổi đâu. Bây giờ mình còn trẻ là mình kiếm cái gì công việc mình làm một cho ổn định. Đúng rồi. Mình đi theo đoàn kia là lúc bao nhiêu tuổi? Lúc 18 tuổi. 18 tuổi đi rồi.
Mà đi đó là lúc đầu tiên đi là ai rủ đi hay là tự đi theo luôn? Dạ tự đi theo. Lúc đó đi bán vé. Bán vé chừng khoảng năm vậy đó rồi. Chị đó thấy mình có biết hát là chị đưa lên hát. Tập từ từ ha. Tập từ từ. Mà những cái con số là tự mình suy nghĩ ra luôn hay là tự suy nghĩ ha? Chứ mình cũng học của người khác nữa, mấy người lớn tuổi đó, hồi xưa vậy đó. Cũng hay mấy anh. Nghe trong đoàn mấy anh mấy chị ca đó, mình từ từ mình dạ, mình thuộc rồi mình nghiên cứu rồi mình có cái liếng của mình riêng. Dạ, riêng. Mình có riêng của mình, tự mình chế cái con số này số kia, mình kêu sao cho nó dần là được rồi dạ. Chứ. Thường đó mình đi theo đoàn là mình đi đâu xa nhất ha Ly? Cà Mau. Đi tới Cà Mau. À đó mình cũng đi tỉnh này tỉnh kia nhiều lắm rồi. Dạ. Long An, Kiên Giang thì nói chung miền Tây là nhiều. Ừ. Dạ. Thường là lô tô là ở miền Tây. Miền Tây từ Sài Gòn trở vô thôi. Ở ngoài kia thì ít. Ở ngoài miền Trung, miền Bắc là chắc ít. Dạ. Rồi bữa nay nghỉ làm ơi có tiếp tục đi làm nữa không? Dạ đi làm á. Không dạ. Làm lấy gì ăn. Mình cũng phải làm mỗi ngày. Dạ là mỗi ngày. Nếu nào mình mệt mình nghỉ một buổi. Không dám nghỉ nhiều. Nghỉ nó uổng. Ừ. Nhưng mình làm đủ từng 7 ngày hả? Dạ, từng 6 ngày. 6 ngày từ thứ 2 tới thứ 7. Thứ 7 làm luôn, chủ nhật nghỉ. Dạ. Nói chung làm hồ cũng mệt chứ mình không ai mà làm đủ từng đâu. Mệt đâu mệt, mà hồ mà mệt. Ừ. Sao không mệt em? Nghe hiểu à. Dắt thùng bê tông cái 9 kg à. Ủa. Dạ. Vô đó em dắt bê tông luôn. Em dắt 2 lầu rồi. Em dắt bê tông luôn. Dạ, phải làm hồ mình phải làm đó chứ. Sao mình nói mình nữ mà mình bô sắt đồ á, làm việc nhẹ xíu. Rồi sắt đâu bô hoài. Mình phải đi ra bắt bê tông, chỗ bê tông tiếp người ta. Cái gì mình... đó là vậy đó anh ơi. Cho nó tập cho mình lên thợ không? Tập vậy đó là mình do mình thôi, mình học lén thôi. Nếu mà mình yêu nghệ thì mình tự làm thì ta cũng chỉ sơ sơ đó, mình lên được thôi. Ý là người ta cũng có chỉ cho mình để mình xây tô rồi nhưng mà do mình là mình không thích, không làm. Chứ mình đi sướng hả? Dạ. Chứ mình nghĩ là cái công việc này chắc nó cũng tạm thời thôi. Dạ. Chứ không phải là sẽ làm đâu có làm được nặng hoài được anh ơi. Nói chung là mình nói vậy thôi. Đúng rồi, rất là tội của chúng chị. Đã mình không muốn khơi lại cái chuyện cuộc đời của Mỹ nhưng mà nó bất hạnh cái là không có công việc làm, phải đi phù hồ. Làm phù hồ là bị ép lương nữa. Chứ không phải là phù hồ mà trả lương thẳng như một người bình thường khác. Nãy em nói là còn thấp hơn nữ nữa hả? Người ta trả lương theo mức nữ đó. Ờ, tính theo lương nữ nữa. Dạ. Nhưng mà cái công việc người ta nhìn mình là người ta không nói mình nữ. Ta nói mình làm như mấy cái ông khác thôi. Thì ông thầu thì ông nghĩ mình nữ thôi. Dạ. Mấy anh em mà đồng nghiệp người ta nói nó cũng như mình. Có khi người nam bằng không lợi em. Ờ, nhưng mà mình bị ép lương. Tại vì tao đỡ mình nữ thì mình cũng đỡ hơn thằng nào của nam. À, cứ công việc nặng thì nam làm hết. À, nói chung cũng đỡ được phần thôi chứ còn. Nhưng giờ không có công việc làm. Nhưng mà lúc giờ mình có đã từng đi bán số chưa? Dạ có. Nhưng tại sao không bán nữa? Thiếu nợ quá thì giục nợ người ta nghĩ ta. Trời ơi. Rồi lỡ quay lên vậy rồi người ta biết người ta đòi nợ rồi sao? Đội mình từ từ trả, mình hơi thiếu da chứ mình không giật của ai. Mà giờ lỡ mình nói vậy rồi mà lỡ mà hỏi hồi trước giờ có đi bán số hay không thì trả lời là có. Mà bây giờ ví dụ như có điều kiện mình có muốn bán số lại không? Không. Sao vậy mình không thích nghề đó nữa hay sao? Dạ. Là sao, lý do sao mình không thích cái nghề đó, thấy cũng ổn định mà. Bán cũng ổn định nhưng mà liệu có một cái nó hờn nó mới nơi mưa gió rồi. Ừ. Nhiều khi mình sáng mình đi bán không nổi rồi mình đã trả số người ta đâu có được. Ừ. Đã mình lấy rồi là mình trả không có được. Mình lấy rồi đi. Lấy rồi là ôm luôn chứ. Dạ. Ăn hết không hết là hồi chuyện của mình. À. Nói chung là em bây giờ là việc gì em cũng làm đó. Mình làm vừa sức mình thôi, mình làm mình kiếm tiền mình để sống mà. Có gì em làm đó. Nhờ cái công việc là làm hàng ngày rồi. Nó như vậy rồi, giống như nó mặc định là mình phải đi làm vậy rồi. Dạ. Rồi em Ly nè, mình có ước mơ là sau này mình như thế nào hay là mình có cái gì nó khác nữa không hay là mình cứ đi làm vậy hoài? Không, nếu mà em ước mơ thì em ước mơ vậy thôi, kiếm cái công việc thì mình làm mình ổn định thôi. À. Chứ em không có ước mơ mà sau này
giàu có hay là gì nổi tiếng hay là đẹp đẽ thái lan thái ơ gì không, bây giờ không, bây giờ mơ ước à, mình chứ không có mơ ước giống như mấy anh chị khác ta thường dạ. Hay là mơ ta đi nước ngoài ta ta làm cái gì cho nó rõ ràng luôn ha dạ. Còn như dạ. Ly thì họ, nó đã như vậy rồi. Ở đó giờ mình có từng đi phụ bán hàng cho người ta chưa? Dạ có. Có nhậu cũng có. Ví dụ như bán quần áo hay bán mỹ phẩm rồi mình có phụ bán mấy đó chứ? À, không, chưa có làm đó. À. Kiểu quán quán nhậu, quán ăn đồ thì em có phụ. À. Ý đâu có một cái cơ duyên nào đó mình có một cái công việc nào đó buôn bán. Ý anh hỏi là bán là để mình có cái khiếu bán hàng. Để sau này ví dụ như bà con thương thì mình có một cái chút gì đó mình kinh doanh riêng cho mình, mình buôn bán riêng cho mình. Em cũng có cái điều đó, đó em nói như là em có cái công việc gì buôn bán hay là cái gì nó ổn định. À, còn bán số thì nó chưa có ổn lắm. Dạ. Tại vì còn mưa gió của chú anh chị rồi. Số mình bán mình phải đi xa, đi nhiều, đi tùm lum chỗ hết, mình lãnh 100-200 á mình mới. Đâu có là anh ngồi chỗ người ta lại ta mua. Vì mình đẹp mà. Đẹp dữ chưa? Đẹp dữ lắm. Có cần đi nữa là em mua. Mà nói mà tự sặc lên luôn á. Rồi bé anh là tự nhiên bé anh đi lợi đi, hôm nay tới nhà em mới chừng mưa trời bão. Hôm nay có gì thì mưa quá lớn. Mà nào giờ có ai tới để mà tìm hiểu hoàn cảnh của em chưa? Dạ chưa. Ở đây lần đầu tiên mà em đứng trước camera. Ôi. Dạ. Cái em quay điện thoại sơ sơ, Facebook đồ, em quay vui rồi thì có chứ. Này em không dám. À. Mà tại vì hôm nay em tự tin em đẹp quá nên mới lên. Này quá tự tin luôn ha. Quá tự tin. Hồi gian cơm gọi hả? Dạ rồi. Nói như cứ ăn nữa. Ơi. Ủa ngày em ăn mấy chập? Đói em ăn à. Mà nó có mập. Ừ. Ấy hồi đó giờ nhỏ tới lớn không có mập. Cái dáng người nó như vậy rồi. Cái form mà nó như vậy. Bây giờ mà em đưa vô 4 lít silicone vô nó mới mập. Là nói vậy là có ước mơ đi vô silicone hay sao? Không. Không à. Chứ mà em ước mơ là em làm lâu rồi. Em đi hát em đã làm. Nó mỗi người mỗi sở thích lên đây. Chứ đâu ai đâu phải là người nào cũng muốn gì vậy. Bình thường là mình cái ngày mình nghỉ xong ngày chủ nhật nè, ví dụ như hôm nay nè, ví dụ không có mấy anh tới thì cơm nước xong rồi em có làm gì hay là nghỉ ngơi để dạ ngày mai đi làm tiếp? Em dọn xong rồi đó, còn đi vô dọn dẹp nhà nữa là em vô nghỉ ngơi. Là giặt đồ trong vòng một tuần đó ha? Dạ. Một tuần là không có giặt dạ, đồ nãy gặp. Không có giặt đồ cái gì. Gặp một thao nó ứ hự luôn rồi. Một thao đó giặt tới 3 giờ chiều. Đó, nhiều khi anh nói cái gì, người ta cũng ở trên mấy người thì mấy anh chị trên đó nói em công mà làm biếng. Nói thật ra đó là không phải, là tại vì em đi mặn mới có 3 ngày thôi. À. Tại vì em hôm nay là ngày chủ nhật, em rảnh em gom mấy cái gì đó em giặt được thì em giặt. Ừ. Lâu lâu mình cũng gom mùng màng đồ ra vậy ha. Mùng mền gì cái này cái nọ ra dạ. Ừ. Mà trời xui khi hôm nay ôm gom ra thì trời mưa quá lớn luôn. Giặt không có chỗ phơi. Rồi vậy hôm nay mấy anh tới đây á, trước mắt là tìm hiểu hoàn cảnh của mình. Thì nghe cô chú anh chị chia sẻ ở đây cũng hoàn cảnh cũng tội quá, nhưng mà vô đây thấy em cũng vui vẻ, lạc quan. Nói chung là cũng có khó khăn đó, nhưng mà thân gái mà đi làm hồ thì thấy nó cũng tội cô chú anh chị. Nay thì làm đồ ăn cũng đã làm rồi, chào hỏi giao lưu văn nghệ thì cũng đã giao lưu với cô chú anh chị rồi, ăn cũng đã ăn xong rồi. Thì tới đây chắc mấy anh em cũng dừng một cái clip để cho bé Ly còn dọn dẹp mùng mền, rồi thấy một thao quá trớn ở ngoài sau rồi. Chứ lâu lâu có ngày chủ nhật cho em nó nghỉ ngơi. Hôm nay cũng là cái duyên ha, anh đến đây cũng gửi giúp em 500 ngàn ha. Tiền này của chị Mạnh thì mua dấu tên. Dạ thôi đi anh ơi. Thôi sao vậy? Hôm nay hai anh đến nhà em á, quay cái hoàn cảnh của em cũng như là cái gì đó, cũng là cái duyên hay là cái gì đó. Đến đây quay gì lại cũng vui rồi. Thôi vậy thì dạ thôi. Tấm lòng của Mạnh thường quân. Dạ thôi. Không đi em cái này còn, em còn đi làm được cho nên em em cứ nhận đi Ly, cái này để anh nói cho nghe. Tại vì cái này là cái lòng của mấy anh tới đây, hoặc là cũng thay của chú anh chị, nhưng tiếp sức cho em để mình có cái gì đó mình trang trải trong gia đình, có động lực. Để em cứ nhận đi, để lần sau có cô chú nào thương mình thì mình cứ sửa nhà hay là gì đó. Tại anh thấy nhà đèn đuốc không có nè, rồi lũng to tùm lum, nãy em nói nhà dột vậy sao tùm lum nữa. Có thể chứ mình làm cho nó kín đáo. Rồi em cứ nhận cho bà con vui đi. Vậy em xin cảm ơn hai anh và cảm ơn chị Mạnh Thường Quân. Chị Mạnh Thường Quân dấu tên đã lì xì cho em một tiền để cho em có động lực
Không phải là em như vậy mà bà con chê bỏ mình ở đây, còn ngoài xã hội còn rất là nhiều giống mình, cũng còn nhiều anh em, nhiều cô chú anh chị người ta cũng gặp hoàn cảnh của em, ta cũng thương mình, chứ không phải là tự anh tới đây để lợi dụng cái hình ảnh của em. Đây là không phải là tiền của tụi anh, tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho tụi anh để coi những trường hợp nào đáng giúp thì tụi anh giúp hết mình. Mặc dù em đi làm khó khăn cực khổ nhưng mà cũng có cái tự trọng của chú anh chị. Hồi nãy cũng ban đầu thì bên phía bạn đệ thì gửi, nhưng mà Ly cũng kiểu như chắc tự ái ha. Nào giờ chưa có ai kiểu như tặng mình như vậy. Anh em đừng có tự ái, cũng đừng có ngại, tại vì bà con giúp mình cho mình có một cái động lực, có cái gì đó nghị lực để mình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Rồi. Rồi. Rồi anh chúc em nhiều sức khỏe nha, cố gắng lên nha. Hy vọng lần tới thì mấy anh em có duyên sẽ quay trở lại để coi cái cuộc sống làm hồ nó như thế nào. Rồi anh chào em nha. Và chào cô chú chị, lại cô chú chị vào những clip tiếp theo.